Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập nữa, một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 428. Các bạn nghe chuyện này nhớ bớt chút thời gian để like video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 428. Vị đệ tử đại xích thiên này không đâm thủng trời đã không chịu bỏ qua sao? Liên quan tới tin đồn đệ tử đại xích thiên quyết định tiến về Thái Ách Thiên, nhưng càng khiến cho người ta chấn kinh là lúc đầu sở tác sở vi của đệ tử đại xích thiên làm cho lòng người thầm mắng vị đệ tử kia ngốc. Lúc đầu đại xích thiên đã mở ra cục diện chiếm tiên cơ đại ngục thiên, khống chế cực nhạc thiên, lục ma thiên đã chiếm được hai. Có thể nói cục diện vượt xa bọn hắn dự liệu. Nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì hắn ở trong cơn tức giận giam đế tử phi của Thái Huyền Thiên, khiến cho đại xích thiên lâm vào cục diện cực kỳ bị động, phiền phức nhiều đến để người đau đầu. Ở trong mắt chí sĩ, bây giờ đại xích thiên đã không có nhiều tuyển chọn, biện pháp tốt nhất là ba vị tiên tôn ra mặt bồi tội, đưa đế tử phi của Thái Huyền Thiên về bên người Yến Triệu Ca, nói rõ hiểu lầm, sau đó nhường lại ưu thế ở đại ngục thiên, cho Thái Huyền Thiên một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy có thể giải khốn cảnh, mà đại xích thiên cũng có thể lưu cực nhạc thiên ở trong tay mình. Nhưng ai lường được đệ tử đại xích thiên thực muốn đi Thái Ách Thiên. Trận hồng môn yến này rõ ràng chỉ cần không phải là đồ ngốc thì sẽ không chủ động nhảy vào. Nói trắng ra, sở dĩ đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Trậu Ca không trực tiếp đi đánh cực nhạc thiên mà bày hồng môn yến ở Thái Ách Thiên, chính là lưu lại chỗ trống, không muốn gây ra đế cung đại chiến. Từ trình độ nào đó, hắn cũng không nghĩ đế lưu sẽ tới, chỉ hy vọng đế lưu mượn thế mà lùi bước. Như vậy hắn đã có mặt mũi, lại thay Thái Huyền Thiên lấy được chỗ tốt, mà đại xích thiên cũng mượn cơ hội xuống đài. Kể từ đó xem như tất cả đều vui, vô luận như thế nào ba đế cung đều sẽ có cái kết vừa lòng. Nhưng đế lưu tự mình đi gặp thì cục diện người lui một bước, ta lui một bước chật đề đã tàn nát. Cái này là bước người ta nghĩ đệ tử đại xích thiên đến tục cùng là muốn làm cái gì. Càng khiến người ta không hiểu là sau khi đệ tử làm xuống quyết định này, bên đại xích thiên lại không phản ứng chút nào, không tỏ thái độ, cũng không phái cao thủ bảo vệ, giống như là hoàn toàn không có nghe được những tin đồn này. Đây là ngầm cho phép đệ tử kia tùy ý sao? Một trận sóng gió liên lụy toàn bộ lục ma thiên mở màn, chúng tiền chung với Thái Huyền Thiên nhất mạch lúc này đã từ bốn phương tam hướng tụ lại thành từng mảnh mây đen tụ đến không trung Thái Ách Thiên. Mặc dù không có làm gì, nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được không khí đè nén. Không biết có bao nhiêu tiên nhân bình thường dùng hết thầy biện pháp rời xa Thái Ách Thiên, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đang nghĩ tất cả biện pháp tiến vào Thái Ách Thiên. Đủ loại mạch nước ngầm, đủ loại dị tượng như là hoa dại lan tràn trong Thái Ách Thiên. Nhất định phải chém đế lưu, bảo vệ tiên uy của Thái Thượng Thái Huyền Thiên ta. Có vô số cao thủ quát đánh, ẩn vào chỗ tối đằng đằng sát khí. Đại xích thiên hẳn đã bị đá ra khỏi cục. Cũng có người chen trúc bên cạnh đế nữ đại thương thiên, định ra vận mệnh của đại xích thiên. Nếu như nhìn tình thế lúc này, đại thương thiên và Thái Huyền Thiên đều mạnh hơn đại xích thiên. Tất cả nhờ xích tiêu tiên đế tọa trấn mới khiến cho đại xích thiên có tư cách cùng với đại thương thiên và Thái Huyền Thiên bình khởi bình tọa. Nhưng hôm nay ba vị tiên đế bế quan lĩnh ngộ thiên đạo, đại xích thiên đã mất đi một chỗ dựa lớn nhất. Và lúc này bàn về thực lực còn lại, đại xích thiên chỉ sợ một phương thì cũng không sánh nổi. Thế nhưng bây giờ đế tử đại xích thiên trước chạm Bạch Hàm Thi lại giam Thái Huyền Thiên đế tử phi, đây là muốn đồng thời khai chiến với đại thương thiên và Thái Huyền Thiên sao? Tin đồn này làm cho rất nhiều thế lực nhỏ đan xen giữa ba đế cung suy nghĩ. Có thực nhiều thế lực ý đồ thừa dịp ba đế cung ở lục ma thiên tranh đoạt, đục nước béo cò. Nhưng mà bây giờ cục diện đại biến, mưa gió nổi lên, tự nhiên là thời điểm bọn hắn phải làm ra lựa chọn. Trong lòng thầm hận, thật không biết vị đế tử đại xích thiên kia là đang nghĩ cái quái gì. Ta biết điều thổ phỉ này đang nghĩ gì. Ở một nơi nào đó,
Có người sau khi nghe được tin tức này không khỏi cười ha ha. Vốn vẫn là hắn đang tuyển chọn, nhưng hắn thấy mệt mỏi nên ném nan đề cho chúng ta. Vòng ưu thiên có mấy người thần bí tu vi tinh thâm đang ngồi xếp bằng nghị luận. Trong đó một con quạ đen nghe tin tức đế tử Đại Xích Thiên sắp đi Thái Ách Thiên dự tiệc, liền cười phá lên, một câu nói tỏa huyền cơ. Lúc đầu chúng ta một mực trốn tránh hắn, không tiện đối mặt, nhưng mà bây giờ không thể lại trốn rồi. Một nữ tử áo đỏ nhàn nhạt mở miệng: đi thôi, chuyện nơi đây không cần xen vào, đi Thái Ách Thiên. Trong lòng hắn có đáp án rồi sao? Cực Ác Thiên. Một nữ tử áo trắng đã ẩn tu mấy năm, khi biết tin tức này chậm rãi mở hai mắt, cơ hồ không có bất kỳ suy tư gì. Nàng đứng dậy, bước lên đầu bạch xà, sau đó ở dưới bạch xà chỉ dẫn hóa thành một đạo bạch quang xông lên trời, cơ hồ là nháy mắt đã phá không rời đi. Chỉ có âm thanh nhàn nhạt chậm rãi truyền ra: Phương sư đệ, đến thời điểm ta hộ đạo cho ngươi. Điện hạ, ngài chưa được truyền thừa hoàn chỉnh, không thể tự tiện xuất quan. Ở một giới vực khác, trên một mảnh sóng biếc, có nam tử mặc áo choàng màu vàng đứng trên mặt biển, ngửa đầu nhìn trời như có điều suy nghĩ. Mà ở phía sau hắn, một ít lão già khổ sở khuyên bảo, ở trên mặt đều là lo lắng. Sở dĩ long tộc ta có thể vượt qua các loại đại kiếp, từ đầu đến cuối không ngừng truyền thừa, là bởi vì chúng ta luôn tận khả năng bảo trì trung lập, xưa này sẽ không trực tiếp tham dự vào nhân, yêu, Phật, ma chi tranh. Mà bây giờ được thương thiên chiếu cố, long tộc ở trước mặt đại kiếp, lại có ngài đi tới thiên giới kế thừa đạo thống, che chở chúng ta. Hiện tại chúng ta nên làm chính là an thủ long điện, mặc cho bọn hắn chỉ đi tranh, chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ? Nam tử nghe vậy cười lạnh: các người làm sao có thể biết được? Lúc trước ta có thể nói từ thiên nguyên thoát khỏi cửu linh tộc nguyền rùa, nhờ là hắn ta có thể được tạo hóa lôi trì, nhờ là hắn ta có thể được từ thiên nguyên đi vào long giới, cũng nhờ là hắn, thậm chí là nhờ tiên mệnh để ta có tư cách kế thừa long điện này, cũng là hắn tặng ta. Nếu như không có hắn, ta há có thể kế thừa long tộc tổ điện, cứu các người từ trong tay của vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh ra. Các người không cần nhiều lời. Nam tử lạnh lùng nói: ta tôn kính hắn, cũng biết hắn bây giờ hắn có phiền phức, ta không thể bỏ mặc. Hơn nữa ta biết hắn không phải là một người nguyện ý bị trói buộc, nhưng hắn bây giờ chắc chắn đã bị thế lực khắp nơi tranh đoạt, không còn chút sức lực nào phân tâm. Ta phải đi tìm hắn, mời hắn về Long Vực, cũng có một chỗ né qua trận đại kiếp này. Thế nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân, nếu như gấp nghé tổ điện truyền thừa. Những lão giả kia có chút chần chờ, lo lắng nói: hắn không cần gấp nghé tổ điện truyền thừa, hắn muốn ta có thể phân cho hắn. Nam tử cười to, làm cho cấp dưới cũng nghĩ mãi không rõ. Chỉ là hắn không nhiều lời nữa, hai tay chấn động, đột nhiên xông lên trời, hóa thành một ngũ trảo thần long, phá vực và rời đi. U Hà thần vương quả nhiên không nghe lời ngươi, cùng hắn đại chiến một trận, cuối cùng đại bại quay về. Ngoài tam thập tam thiên, trong tinh vực, Thương Mang thần quốc cũng đang có tiếng thở dài vang lên. Một nam tử mặc áo đen đứng chắp tay, ở phía sau hắn là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng vẻ mặt lại băng sương: nô tài kia cho tới bây giờ mắt cao hơn trời, tự nhận không ở dưới tiên vương. Trên thực tế hắn chỉ có bản lĩnh đào mệnh là không tệ, bất quá để ta hiếu kỳ là U Hà thần vương dù sao cũng có mấy phần bản lĩnh, mà còn hầu tử kia nghe nói ngay cả đạo đạo cũng không tu hành, hắn làm sao có thể chiến bại U Hà? Chẳng lẽ bên cạnh hắn có cao thủ tương trợ sao? Nữ tử trầm ngâm mở miệng, hình như có chút không hiểu. Nam tử cười khổ nói: sửu nô nhi, người vẫn không hiểu hắn. Hắn có thể làm ra sự tình cỡ nào ta cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Bây giờ hắn chưa đột phá, nói rõ đạo tâm quán còn chưa thông thấu, cũng chính là nói hắn còn chưa tuyển chọn. Bây giờ thần minh của ngươi bị chèn ép, càng ngày càng nửa bước khó đi. Nếu như mời được hắn,
sẽ nghịch chuyển càn khôn. Thôi, lần này cũng chỉ có ta thay ngươi một lần, cho hắn một ơn huệ bằng trời. Nam tử nói nhỏ, dù sao ta xem như là nửa sư phụ quán, cái mặt mũi này hắn sẽ cho ta. Ta dùng chúng sinh đại đạo thôi diễn thiên cơ, hắn đã đến thời điểm đứng trước tâm kiếp. Trong tinh vực mênh mông, đang có một lão già nhẹ nhàng đưa tay xuống, ở trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng nói: truyền nhân thái thượng đạo gánh vác khí vận đại kiếp mà sinh, nhưng mà ở trong tình huống này, đại kiếp nạn chưa chắc không phải sinh cơ. Hiện tại có lẽ là có người nhìn không thấu, nhưng mà lại có mấy trăm năm, tầm quan trọng quán sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Mà chúng ta chỉ có thừa dịp tâm kiếp hắn chưa định mới có thể chiếm được tiên cơ. Ở dưới tay lão giả này, có nữ tử kiều mị như là hồ trần trở. Nhưng cái kia dù sao cũng là truyền thừa sau cùng của yêu tộc ta. Lão già kia thản nhiên nói, hắn đã giết Bạch Hàm Thi thì có tư cách. Nữ tử kiều mị thấp giọng nói, chỉ sợ vị cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên kia không chịu đáp ứng. Lão già hừ lạnh nói, người truyền lời nhắn cho hắn, lần này ta không phải là đang thương lượng. Người còn có gan đón ta? Trong sáu vị ma đầu của Lục Ma Thiên, cực ác ma chủ giỏi điều hành, đại ngục ma chủ thích sát phạt, cực nhạc ma chủ tham dục niệm, vong ưu ma chủ hòa nhã, đại cùng ma chủ thích tài vật, ai cũng có sở trường riêng. Như thế luận ra, thái ách ma chủ là không có gì lạ nhất. Nếu phải nói hắn là một đặc điểm, cái kia chính là cực kỳ nhát gan và sợ phiền phức. Nói hắn đảm lượng như chuột thì cũng có chút vũ nhục chuột, vì ít nhất thì chuột còn có lá gan đi ăn vụng. Nói trắng ra thì sở dĩ Hồng Môn Yến thiết lập ở Thái Ách Thiên là bởi vì Thái Ách Thiên chủ quá sợ phiền phức, trái lại công chính nhất, bởi vì vô luận là đế cung nào thì đánh chết hắn cũng không dám đắc tội. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành thấy Thái Ách Thiên ma chủ Nhạc Sơn Nhi nhìn không được cười tùm tìm hỏi một câu. Vị Nhạc Sơn Nhi này nhìn thực không giống như là ma đầu, áo bào rất tinh mỹ, chỉ là mặc ở trên thân thể mập mạp lại có vẻ rất không vừa vặn, bụng cơ hồ xuống mặt đất. Thấy Phương Hành liền không ngừng đi lên thỉnh an, dù sao thì cũng là ma chủ, không có khả năng quỳ lạy hành lễ. Thế nhưng hắn vái chào, đầu cơ hồ sắp rũ xuống mũi chân, trái lại còn nịnh nọt hơn cả quỳ lạy. Nghe Phương Hành nói càng không ngừng run rẩy. Cái này Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi bái kiến đế tử Đại Xích Thiên, cùng chúc Đại Xích Thiên Tiêu Tiên Đế vạn thọ vô cương, cùng chúc Đế Lưu Điện Hạ vạn sự hài lòng, tu vi tinh tiến, cùng chúc ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên quý thể kim an tiêu giao. Vị Thái Ách ma chủ kia run run mở miệng, há miệng là một nhóm lớn ngữ điệu nịnh nọt. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, nếu Phương Hành không ngăn cản, hẳn là sẽ có một mực nói không ngừng. Được rồi được rồi, sớm biết người đáng yêu như vậy, lúc đầu ta sẽ không đi Cực Nhạc Thiên, tới Thái Ách Thiên tìm người trước. Phương Hành cũng cảm thấy thú vị, cố ý nghe hắn nói hồi lâu mới xuất khẩu ngăn cản, mở miệng cười. Mà bên người Phương Hành, vị tiên quân kia nghe vậy lại cười khổ một tiếng, thầm nghĩ lời này của đế tử không phải là nói thật chứ. Vị Thái Ách ma chủ này không phải loại gì tốt, cực kỳ nhát gan, trái lại đối phó khó nhất. Bởi vì cho dù người nói tốt nữa, nhờ người khác uy hiếp, hắn cũng sẽ lập tức ngã tới, trái lại là rất trượt tay, giống như là cá trạch cầm không được. Đa tạ đế tử, đa tạ đế tử, đế tử khen ta một lời, cái kia là phúc nhận Nhạc Sơn Nhi tu luyện vạn năm. Thái Ách ma chủ liên tục thở dài, nịnh nọt đến không có chút tôn nghiêm của ma chủ nào. Vậy người tu nhiều mấy vạn năm, ta cũng tiện khen ngươi nhiều vài câu. Nhận cát ngôn của đế tử, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng sống lâu mấy vạn năm, một bên tu hành một bên để nghe đế tử khen ngợi. Cứ như vậy nói nửa ngày, Thái Ách ma chủ ngẩng đầu lên, ở trên mặt đầy là ý cười, tràn đầy là nịnh nọt, để cho người ta xem liền có thể có chút nổi da gà. Phương Hành cũng không có nhiều lời,
chậm rãi đi tới, bước ra truyền tống trận, chắp tay sau lưng, cười tùm tìm nhìn trời xa. Thái Ách Thiên không có giống nơi khác, lộ ra trùi lùi, còn lâu mới là như Túy Thủy Kỳ Sơn của tiên giới. Ngược lại có chút giống Phù Đồ Thiên Hoang Vu, xung quanh càng không có bao nhiêu người. Dù sao Phương Hành cũng là đế tử, trước khi tới Thái Ách Thiên tự nhiên là phải khai báo Thái Ách Ma Chủ. Lúc đầu hắn còn nghĩ mình vừa ra truyền tống trận sẽ gặp đế tử Thái Huyền Thiên và đế nữ Đại Thương Thiên, nhưng mà sau khi đến mới phát hiện ra chỉ có Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi qua đón, những người khác thì không thấy. Xung quanh thanh tĩnh, trên mặt mũi tự nhiên là cũng giảm nhiều. Bọn hắn đi đâu rồi? Giống như là vô tình nhàn nhạt hỏi một câu. Thái Ách Ma Chủ vụng về nhưng mà cực kỳ linh cơ, biết Phương Hành đang hỏi ai, vội vàng nói: hồi bẩm đế tử, Yến Triệu Điện Hạ và Tiểu Quân Điện Hạ đã đến sớm, Vong Ưu Tiêu Lão Ma Đầu và tên ăn mày ở Đại Cùng Thiên cũng đã tới rồi. Vạn Lão Đại ở Cực Ác Thiên bị trọng thương, nhưng mà cũng phái trưởng tử theo Yến Triệu Điện Hạ đến. Phần thân của bọn hắn cao quý, lúc đầu tiểu nhân định nhượng ma cung này mình ra, nhưng mà bọn hắn lại không cần. Ở trên Thái Ách Nguyên xây dựng tiên đài đều ở đó rồi. Thái Ách Nguyên, Phương Hành tự nói, ánh mắt có chút xuất thần. Nhạc Sơn Nhi vội vàng nói: đúng vậy, là địa phương quỷ quái kia. Có lẽ đế tử không biết, Thái Ách Nguyên đã từng là đạo tràng của Thái Thượng Đạo. Về sau Thái Thượng Đạo bị diệt, ngay cả một mảnh ngói cũng không lưu lại. Sơn môn bị thiên lôi oanh kích nát tan, trái lại thành một bình nguyên khô bại. Thái Ách Thiên ta vốn nghèo, thiếu ăn mặc, mà Thái Ách Nguyên lại là địa phương hoang vu nhất, cơ hồ ngay cả tiên khí cũng không có. Thực là không biết vì sao bọn hắn lại muốn đến đấy. Nguyên lại trước kia là đạo tràng của Thái Thượng Đạo ở Thái Ách Thiên. Phương Hành thực là không biết, ở tiên giới rất ít người đàm luận sự tình Thái Thượng Đạo, phảng phất như là đó là kiêng kỵ, mà hắn cũng không quan tâm, càng sẽ không chủ động đi hỏi. Cuối cùng khiến cho hắn đường đường Thái Thượng Di Đồ lại càng ngay ở chỗ sơn môn cũ cũng không biết. Chúng ta đi 10 ngày mới tới, đoán chừng bọn hắn đã chờ không nổi nữa. Phương Hành nở nụ cười, mặc dù trước đây hắn nói sẽ tới, nhưng mà lại cố ý lề mề ở Cực Nhạc Thiên chơi 10 ngày, để tin tức này truyền càng rộng, để người hữu tâm có thời gian chuẩn bị sẵn sàng, cùng với quái thai Viên Gia liều mạng cụng rượu. Sau đó mới ung dung chạy đến Thái Ách Thiên. Trong lòng minh bạch, Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân tâm cao khí ngạo kia thật là không biết đã tức thành cái bộ dáng gì. À, không kiên nhẫn là có, nhưng vẫn đang chờ. Vậy được rồi, mang ta tới. Phương Hành phất ống tay áo, sau lưng có tiên thị lái ngọc liễn bay tới, áng mây bồng bềnh, điêu loan họa phượng, trông cực kỳ lộng lẫy. Dù sao cũng là xuất hành chính thức, đi gặp còn là đế tử khác, tự nhiên không thể thiếu lễ nghi. Bất quá lúc trước chu diệt Bạch Hàm Thi, Đại Xích Thiên tổn thương không ít nhân thủ, mặt ngoài có vẻ hơi keo kiệt, nhưng mà lúc này không ai đoái hoài tới. Mặc dù ba vị tiên tôn đã phái người đến tương trợ, thế nhưng tới nay vẫn chưa có chạy tới, mà bọn hắn cũng không ai đợi được. Hay, để ta dẫn ngài đi. Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi tự tay giúp đỡ Phương Hành ngồi lên xe ngọc, mình thì cưỡi mây ở một bên, giống như là gã sai vặt, một bên đường dẫn đường, một bên thì lại do do dự dự, vẻ mặt đau khổ nói: đế tử điện hạ, tiểu nhân cầu ngài một việc có được hay không? Phương Hành có chút hiếu kỳ nhìn hắn. Chuyện gì? Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi sắp khóc lên nói: nhất định phải hào hào đàm, đừng có đánh nhau được không? Phương Hành cười to: cái này phải xem bọn hắn chọc tức ta thành cái dạng gì mới được. Xe ngọc phi hành, cưỡi mây bay về phía đông. Dưới chân chỉ thấy sơn mạch liên miên, chỉ là ít có thảm thực vật. Lướt mắt nhìn tới, hoàng lương đất vàng. Bay lượn nửa canh giờ, chỉ thấy sơn mạch liên miên đột nhiên gián đoạn, giống như bị người lấy kiếm gọt sạch. Lại đi một đoạn, đã không còn dãy núi, mà là một mảnh bình nguyên, giống như là bị người hủy đi dãy núi. Bình tĩnh, trình trình, mặt đất khô cằn, đừng nói tiên khí, nhìn không thì cũng đã thấy ngột ngạt rồi. Càng quỷ dị là trên bình nguyên ngay cả một oan hồn cũng không thấy.
nơi này từng là di tích của Thái Thượng Đạo sao? Phương Hành ngừng ở biên giới, từ trong xe ngọc đưa tay ra nắm lấy một làn gió, trong lòng thầm nghĩ: Thái Thượng Đạo đã từng huy hoàng nhất thời, thế mà rơi vào kế cục ngay cả một mảnh di tích cũng không có. Tốt xấu gì Thái Thượng Đạo thống ở Thiên Nguyên còn để lại một quy khư, nhưng mà ở chỗ này ngay cả một sơn mạch cũng bị ép mình. Hơn nữa nhìn nơi này đất đai khô cằn, ngay cả một oan hồn cũng không thấy. Có thể thấy được người lúc trước xuống tay độc ác, ngay cả thần hồn của đế tử Thái Thượng Đạo cũng triệt để ma diệt. Mình dù sao cũng là đệ tử Thái Thượng Đạo, trong lòng không có mấy phần cảm khái, đó là giả. Bất quá Phương Hành không phải là người đa sầu đa cảm, chỉ thoáng nhìn qua tâm tư liền phai nhạt, ra hiệu tiên thị tiếp tục lên đường. Ở vị trí trung tâm nhất, bây giờ đã dựng lên một tiên đài. Xung quanh tiên đài lơ lửng vô số cung điện, có tinh mỹ, có hoa lệ, cũng có âm trầm quỷ dị, tự nhiên là hành cung của mấy vị đế tử đế nữ và các ma đầu. Ở trên trời có tiên thị bay tới bay lui, cũng có tiên quân canh gác sầm nghiêm. Từ xa nhìn lại tựa như là một phương đại trận, tựa hồ đi vào thì sẽ bị người rào sát. Đế tử Đại Xích Thiên tới. Tới gần tiên đài, ma chủ Nhạc Sơn Nhi một đường cưỡi mây mà tới, cất cao giọng kêu to. Một tiếng ầm vang lên, hắn quát đến thiên địa biến sắc, cuồng sa đột khởi. Xung quanh tiên đài lúc đầu yên lặng không tiếng động, sau khi trầm mặc nửa ngày thì đột nhiên liền nháo nhiệt. Đế Lưu tới sao? Hắn thật dám tới. Không biết có bao nhiêu người trong nhà mắt hiện thân chen trúc ở phía xa, tranh nhau vây xem. Ánh mắt mỗi người kính sợ, lại hiếu kỳ, tựa hồ muốn xem vị đế tử Đại Xích Thiên kia dáng dấp ra sao. Hư một tiếng, trong mảnh bạo động đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Sau tất cả mọi người nhìn thấy một vệt thần quang từ cung điện lộng lẫy nhất ở trên tiên đài bay ra. Những nơi đi qua, thiên địa xuất hiện vết rách nhàn nhạt, giống như là gợn nước, vết nứt hư không mà mắt trần có thể thấy, theo thần quang nhanh chóng xé rách, vọt thẳng tới đế tử Đại Xích Thiên. Cái kia là một mũi tên, có người dùng thần cung trực tiếp bắn về phía đế tử Đại Xích Thiên. Một tiễn này ẩn chứa thần uy, lại không thua một kích của Đại La Kim Tiên. Mà mọi người đều biết đế tử Đại Xích Thiên đột phá thất bại, bây giờ chỉ là Thái Ất Thượng Tiên mà thôi. Người phương nào dám tỏ gan ám sát đế tử? Một mũi tên đột ngột bắn tới, đám tiên thị của Đại Xích Thiên sợ hãi. Dù sao đế tử bọn hắn chỉ là Thái Ất Thượng Tiên, mà thần tiễn kia ẩn chứa lực lượng không thua Đại La Kim Tiên, quả thực nó có thể trực tiếp lấy tính mạng của đế tử. Tên tiên quân phụ tá muốn rách cả mí mắt, vội vã nhảy lên, giống như đánh bạc tính mạng, vung trường chém về phía thần tiễn. Nhưng mà chỉ nghe ầm một tiếng, trên mũi tên phóng ra lực lượng che ngập bầu trời, chấn tiên quân kia bay ra ngoài. Nhưng nhờ vậy mà cũng làm giảm lực lượng của mũi tên suy yếu hơn. Phốc một tiếng, mũi tên này chỉ hơi chậm, sau đó bay vào xe ngọc, không một tiếng động. Phần lớn người cho đến lúc này mới phản ứng lại, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía mũi tên bay tới. Đợi bọn họ nhìn thấy kia là một cung điện hào hoa phú quý thì rõ ràng ngọn nguồn, thầm nghĩ: nhìn dáng dấp vị đế tử Đại Xích Thiên kia gây nên, thực sự làm đế tử Thái Huyền Thiên tức giận, vừa mới thấy mặt liền bắn tên. Nhất niệm tới đây, không khỏi lo lắng nhìn phía xe ngọc, không biết đế tử Đại Xích Thiên có sao không. Chủ yếu là trong xe ngọc quá yên tĩnh, mũi tên cuồng bạo kia bắn vào lại như là đá chìm biển lớn. Chẳng lẽ vị đế tử Đại Xích Thiên kia thực sự đã không dùng được như vậy, bị Yến Triệu Điện Hạ bắn giết sao? Đế Lưu hà tất giả chết. Trong bầu không khí tĩnh mịch, ở trong điện vang lên tiếng cười gằn nhạt. Mũi tên này dù là ngươi ở ngàn năm trước cũng chưa chắc có thể bắn, càng không cần phải nói tới hiện tại. Còn dầu có xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng. Mau ra đây để bàn điện nhìn một chút, mũi tên này sẽ lấy mấy phần mười tính mạng của ngươi. Nếu bị thương quá nặng, vậy bổn điện hạ sẽ tính ra thất vọng. Ngươi quá yếu, chơi không vui. Bảo vệ đế tử! Vị tiên quân vừa rồi bị đánh văng ra, không lo được khí huyết quần quận, vội vàng quát to nhảy lên. Theo hắn quát to, đám huyết thần vệ hộ giá cũng sốt sáng lên, mỗi người nắm pháp bảo bao quanh bảo vệ xe ngọc, vẻ mặt vừa khiếp sợ
lại phẫn nộ. Hiển nhiên là bọn họ cũng không nghĩ tới vị đế tử Thái Huyền Thiên kia lại mạnh mẽ như vậy, vừa thấy mặt thì liền một hạ mã uy. Hơn nữa mũi tên kia là bắn vào xe ngọc, bọn họ là hộ vệ, kỳ thực đã không làm tròn chức trách. Nếu ba vị tiên tôn trừng phạt như vậy, sợ là bọn họ đều không có kết cục tốt. Ào một tiếng, dưới địch ý của bọn hắn xung kích, xung quanh cung điện kia lập tức có tiên quân hiện thân, cũng tiên thị cùng với tiên thị của Đại Xích Thiên xa xa đối chọi. Bàn về nhân số và khí thế thì hoàn toàn không phải tiên thị bên Đại Xích Thiên có thể so sánh. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí nảy sinh, không ai nghĩ tới đế tử Đại Xích Thiên mới vừa tới liền có hung hiểm bậc này xuất hiện. Điện hạ của ta. Trong bầu không khí nặng nề, Thái Ách Ma Chủ Nhạc Sơn Nhi ngẩn ngơ kêu to một tiếng, sau đó không thể chờ đợi được nữa, nhấc rèm che. Thẳng cho đến lúc này, Chư Tiên mới nhìn rõ tình cảnh ở trong xe ngọc, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy ở trong xe ngọc ngồi thẳng một nam tử dáng dấp kiên cường, ở trong tay phải quán hồ khẩu xé rách, máu tươi quần quật, nắm một mũi tên, mà một đầu khác của mũi tên thì lại cắm ở bả vai quán. Rất rõ ràng thời điểm mũi tên này bắn vào xe ngọc, hắn cũng đã phản ứng lại, tay nắm mũi tên, mà chỉ là lực lượng ở trên mũi tên kia quá lớn, không chỉ đánh nứt hồ khẩu, hơn nữa thế thu lại không được, cắm vào trên bả vai, vào thịt đâu chỉ là ba tấc, nửa bên vai đã bị lực lượng mũi tên xé thành lỗ lớn. Đế tử quả nhiên là bị thương. Đại Xích Thiên nhất mạch nhìn thấy tình cảnh này đều vừa kinh vừa sợ. Kinh là thực lực của vị đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca kia, sợ là sau khi đó bị truy cứu trách nhiệm. Mũi tên Yến Triệu Điện Hạ hẳn là không hết toàn lực, chỉ là một đòn tùy ý mà thôi. Tiên quân của Đại Xích Thiên liều mạng ngăn cản, đã hóa đi hơn nửa uy lực, nhưng đế tử Đại Xích Thiên vẫn bị mũi tên này bắn thương. Có thể thấy xác thực như tin đồn, vẫn chưa đột phá, bây giờ nhiều nhất chỉ là Thái Ất Thượng Tiên đỉnh phong. Hay, tu vi bậc này vì sao lại đến Thái Ách Thiên, mà không phải là muốn chết sao? Ở trong hư không xung quanh cũng không biết bao nhiêu người xì xào bàn tán, trầm thấp bàn luận. Từ trong mũi tên này, bọn họ như thấy tu vi chân chính của đế tử Đại Xích Thiên. Tuy trước đây đã tìm hiểu tu vi của đế tử Đại Xích Thiên, thậm chí có người suy đoán vị đế tử Đại Xích Thiên kia kỳ thực đã đột phá, chỉ là thả ra phong thanh lửa gạt chúng tiên, để từ bên trong thủ lợi. Chỉ là hết thảy suy đoán ở trước mặt mũi tên này đã tan thành mây khói, không còn bất kỳ chân tướng rõ ràng hơn. Cái lễ ra mắt này thật là thú vị. Đón vô số ánh mắt kinh ngạc hoặc khủng hoảng khinh miệt, Phương Hành chậm rãi rút mũi tên ra, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta từng có một vị bằng hữu đi tới Cực Lạc Thiên giúp ta làm việc, ta rất tín nhiệm thực lực hắn, nhưng mà hắn vừa đi lại chật vật trở về, thậm chí không dám gặp ta, liền trực tiếp chạy trốn. Ta đoán là hắn đã thua trong tay của ngươi. Hơn nữa từ sau khi ngươi chém Bạch Hàm Thi, vẫn có đồn đại nói ngươi kỳ thực đã đột phá, chỉ là giả heo ăn hổ mà thôi. Vì lẽ đó ta mới bắn một mũi tên để ngươi hiện nguyên hình. Chỉ tiếc ngươi để ta thất vọng rồi. Mũi tên này đủ để chứng minh ngàn năm qua ngươi không tiến bộ. Ở cửa cung điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người kiên cường, là một người trẻ tuổi mặc tử y, chắp hai tay sau lưng. Ở sau hắn đi theo hai tiểu nha đầu, một người tay nâng điêu tinh vãn nguyệt cung, một người khác tay nâng một ống tử kim lạc nhật tiễn. Ở trên mặt người trẻ tuổi kia không chút cảm xúc, chỉ có cuồng ngạo nhàn nhạt. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Nói như vậy, người làm bức xúc bằng hữu của ta không phải ngươi. Là Đại Xích Thiên ngươi mời chào cao nhân sao? Mời ra để gặp gỡ đi. Thời điểm thanh niên áo tím đánh giá Phương Hành, Phương Hành cũng đánh giá hắn. Từ trên xuống dưới mấy lần, hắn mới khắt khe lắc đầu nói: đáng tiếc hắn không có tới, đi làm chuyện khác rồi. Ồ. Thanh niên áo tím nghe vậy tựa hồ hơi bất ngờ, ánh mắt lướt qua đám tiên thị bên người Phương Hành, bỗng nở nụ cười lắc đầu nói: vậy ta thật có chút không rõ, bên người ngay cả một cao nhân ra dáng cũng không có, chỉ có mấy tên rác rưởi che chở, ngươi lại có can đảm chạy tới Thái Ách Thiên? Ngươi là thực bị chấn áp ngàn năm nên bị choáng váng rồi sao? Hay là xem nhẹ bản điện hạ căm ghét ngươi? Vừa nói chuyện,
hắn vừa chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Dầm một tiếng, thời điểm hắn bước vào bước thứ nhất, hết thảy tiên thị của Đại Trích Tiên nhất mạch đều kinh hãi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng thanh niên áo tím thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, tự hồ là không để vào mắt. Ngay cả Phương Hành cũng có chút giật mình, kinh ngạc nói: "Ngươi thật dám động thổ sao? Đừng quên lão bà của ngươi đã còn ở trong tay ta đấy." Thanh niên áo tím nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là phát lạnh, sau đó cười lạnh: "Không cần trả cho ta, chính người giữ đi. Nữ nhân ngu xuẩn kia là phụ vương bắt ta cưới, ta vốn không thích, bình thường muốn bỏ bỏ còn không được. Người bắt nàng, ngược lại cho ta cơ hội thoát khỏi nàng. Vì lẽ đó đối với chuyện này ta còn phải cảm tạ ngươi." Vừa nói hắn vừa chậm rãi đi tới, thanh âm âm lãnh: "Đương nhiên, chuyện nào ra chuyện đó. Tùy ngươi cho ta lý do thoát khỏi nữ nhân ngu xuẩn kia, ta làm cảm tạ ngươi. Nhưng mà ngươi dám động nàng là mạo phạm uy nghiêm của bản điện, cộng thêm trận chiến nghìn năm trước, thù mới hận cũ tích góp cùng một chỗ. Ta nghĩ coi như vào lúc này ta bóp chết ngươi thì cũng là tình có thể nguyên." Ầm một tiếng, sau khi hắn nói ra lời này, sát khí đột sinh, nhiệt độ trong thiên địa tựa hồ là hạ thấp không ít. Một cung điện cách nam tử không xa trực tiếp ngưng ra một tầng xương lạnh trắng như tuyết, cực kỳ thần dị. Lẽ nào Yến Triệu điện hạ thật đã muốn giết đế tử Đại Xích Thiên? Xung quanh có vô số chúng tiền, nhưng mà lúc này đều chăm chú ngậm miệng lại, không thở mạnh. Bọn họ khiếp sợ phát hiện vị Yến Triệu điện hạ kia muốn nói giết người lại không giống như là giả. Ngay cả Phương Hành mà lúc này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Cục diện này để hắn có chút bất ngờ. Có điều cũng may, thời điểm Yến Triệu ca cách Phương Hành càng ngày càng gần, một âm thanh ôn hòa vang lên: "Yến Triệu điện hạ, đùa một chút là được rồi, nếu làm quá mất mặt sẽ chỉ là mình." Không hiểu sao bầu không khí túc sát trong sân trong nháy mắt bị câu nói này hòa tan. "Thường nữ nói đúng, Yến Triệu điện hạ, ngươi dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, bắt nạt Đế Lưu điện hạ không tốt lắm đâu." Chúng tiên đồng thời quay đầu nhìn lại, nhất thời tâm trạng buông lỏng. Chỉ thấy xa xa trong không gian, hai người sóng vai đi tới. Một người là nữ tử trẻ tuổi, mặc đạo bào thon dài, ở trong tay cầm phất trần. Lần đầu tiên nhìn qua chỉ cảm thấy thanh lệ cảm động, nhưng mà xem lần thứ hai sẽ cảm thấy nàng không chỉ thanh lệ cảm động, dung nhan còn vô cùng xinh. Khi nhìn lần thứ ba lại khiến người ta cảm thấy nàng đâu chỉ là xinh đẹp, mà quả thực là xa hoa, ngũ quan và tư thái đều như là ông trời tỉ mỉ đắp nặn vậy. Mà bên trong, bên cạnh nàng là một trung niên trắng nõn không râu, tóc mai hoa râm, mặt đầy nụ cười ôn hòa. Nhìn thấy hai người này lại đây, chúng tiên ở giữa không trung đều khom người lui qua. Có người nhỏ giọng nhắc nhở: "Mau mau cấm khẩu, là đế nữ Đại Thương Thiên và vong ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh đến rồi." Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.